hai khúc giải mình cắt ra được là 19 cái quần các bạn. 9 quần dài, 10 cái quần xà lỏn nè. Nhưng mà còn được khoảng thêm mấy cái nữa mình cắt không hết nè. Người ta đặt thứ 10 cái mà mình mang 19 cái. Đây là 19 cái quần. Dễ thương các bạn, quần Barbie nha. Một khúc giải mình mua có thể là 20 tới 25 ngàn. Nhưng mấy mua sỉ nó rẻ hơn. Mình mua thì chưa tới 20 ngàn các bạn. Thì ra được khoảng bao nhiêu cái quần là tùy theo mình cắt quần nhỏ lớn á. Chào các bạn, bữa nay mình sẽ may quần Barbie ha. Mình sẽ hướng dẫn cắt quần Barbie nhanh nhất cho các bạn. Mà cắt rất là nhiều luôn ha. Chúng ta có thể trải giải, chúng ta lấy cái chiều xuôi á. Đây là cái chiều của cái giải này. Đây là chiều xuôi ha. Chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần mà nó nút cái giải mình không thẳng, chúng ta sẽ cắt bỏ cái dây đó các bạn. Mình sẽ chúng ta cắt cái phần này ra ha. Cái này nó có một cái đường răng, các bạn thấy cái đường răng chúng ta sẽ cắt ra. Chúng ta cắt dây nó, chúng ta cũng làm chuyện khác được. Chúng ta cắt bỏ phần dây ra các bạn. Nó sẽ rút cái giải lại, chúng ta sẽ chảy rất là khó nha. Chúng ta sẽ cắt có những cái giải, cái này nó rút, có giải nó rút như cái loại giải này nè, cái không như nè, cái mềm như nè, nó sẽ rút lại các bạn. Theo đường biên chúng ta cắt cái dây biên rồi ha. Sẵn dây biên đó mình dùng mình để làm cái chuyện lúc mà các bạn để dành may áo gối đó, cái ôm hay cái ôm đó các bạn, nó làm dây rất là tốt nha. Chúng ta sẽ sử dụng cục dây này, đây chúng ta có cục dây rất là dài luôn, rất là dẻo luôn bạn. Chúng ta sẽ làm dây áo gối nha, mình sẽ để gọn bên cắt thêm dây nữa các bạn. Hai cái biên của nó thì nó có hai cọng dây, chúng ta sẽ cắt hai cọng dây nha. Đằng kia ship á chúng ta nó không bị gỉ, nó không bị nhăn nè, các bạn thấy nó nhăn không? Bây giờ mình sẽ cắt đi nó sẽ không nhăn ha. Chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần biên nó ra, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt quần Barbie các bạn. Như thế nào mình sẽ cắt cái phần này trước. Nghĩa địa mà vậy cút khoảng mười mấy 20 ngàn, chính xác là cút 20 ngàn các bạn. Mình mua sỉ thì nó khác nha, mình mua lẻ thì nó rẻ hơn, tại mình mua số lượng nhiều á nên nó sẽ rẻ hơn nha. Tiếp theo mình sẽ xếp giải lại. Nói chung là bây giờ cái phần này mặt trái nó không có phân biệt đâu, chúng ta có cái bờ bền mặt nào chúng ta sẽ lấy bề mặt đó thôi. Đây xếp 4 rồi luôn, đây là xếp 2 đúng không các bạn. Chúng ta xếp 4, đây là xếp 4 nè, xếp đôi nè, tiếp tục xếp nữa các bạn. Một lúc chúng ta có cắt thể là mấy cái quần á, đây tiếp theo chúng ta xếp còn vậy đi, các bạn thấy nó còn một xíu không? Đây là cái quần ni nè, đây quần Barbie ha, mình sẽ nè, đây giờ các bạn thấy chúng ta sẽ đôi cái đáy này nè, các bạn thấy nè, bây giờ chỉ hết cắt các bạn cái đầu hết. Ta sẽ cắt phần ở đầu đó, chừa cho nó khoảng một phân á, chúng ta sẽ chừa một phân ha, rồi chúng ta sẽ cắt tay ngang cái này nè, cắt tiếp đây. Các bạn thấy không, chúng ta sẽ tiếp tục cắt thêm nữa. Đây là quần xà lỏng, quần nhỏ nha các bạn. Đây là chúng ta dùng cái miếng này chúng ta ốp lên đây, tiếp tục chúng ta cắt tiếp. Chúng ta sẽ cắt cho một phần nữa. Đây, vậy là chúng ta đã có hai sắp, chúng ta sẽ tiếp tục thêm sắp nha. Mình sẽ tiếp tục cắt thêm sắp nữa. Các bạn cái xếp 4 rồi tiếp. Các bạn lại cái này lên, canh cho nó bằng đi. Đây, chúng ta sẽ cắt thêm sắp nữa. Tổng cộng là 2 sắp các bạn. Mình thấy cái Omega vậy. Đây là chúng ta có 3 sắp đúng không các bạn? Đây, chúng ta sẽ có 3 sắp. Các bạn thấy cái quần hồi nãy bắt cạn nãy giờ, các bạn nãy giờ thấy nó có cái hình này đúng không? Chúng ta sẽ cắt theo cái hình này, cái hình này vậy thôi. Mình sẽ cắt nha, chúng ta sẽ cắt, mình cắt bằng 3 sắp hơi nhiều, tại đây
là nhiều các bạn. Ta sẽ tỉa cho nó bằng những cái đầu nó. Sao mình thấy camera nó mờ á. Mình sẽ cắt cho nó bằng những cái đầu nó nè. Các bạn thấy không? Đây là cái sắp quần. Đây là một cái là bao nhiêu cái đây. Mình tỉa cho nó có dính những cái này thì chúng ta sẽ tỉa các bạn. Đây là một sắp quần của nó gồm có mấy cái, mình đếm nha. Chúng ta sẽ tỉa những cái mà nó dính dính vô á, vài phút thôi chúng ta sẽ có gần khoảng hơn 10 cái quần các bạn. Đây thì chúng ta sẽ có mấy cái ha, mình sẽ mở ra thử các bạn biết. Đây đây là cái quần này các bạn thấy không, đây là cái lưng nè, đây là cái vai nè, chúng ta sẽ đếm được như cái nha, 2 cái vậy mới có 6 cái các bạn, 3 sắp mới có 6 cái, mình sẽ cắt thêm 2 sắp nữa ha. Nha. Mình sẽ cắt thêm 4 cái nữa. Tổng cộng là 10 cái trong cái quần đó. Mình sẽ cắt cho được 10 cái nha các bạn. Chúng ta sẽ tỉa cho nó bằng cái phần à, khi chúng ta là ship 4 thì ship xuống canh một cái quần, chúng ta sẽ cắt các lần thứ 2 lần nữa các bạn. Đây, cái quần này thôi, chúng ta sẽ có quần này nha. Chúng ta sẽ cắt ra các cái được 10 cái nữa. Chúng ta sẽ có đây, để chúng ta sẽ cắt cho nó bằng hết rồi. Cho nó bằng hết luôn các bạn. Chúng ta sẽ chơi cắt to này ra. Đây là cắt phần bao bì dễ nhất đó. Chúng ta sẽ cắt cho nó rời ra. Thì các bạn thấy nó như có hình vuông mà là hơi chiều dài hay dài hơn bề ngang nha. Chúng ta sẽ tỉa như thế này, chúng ta sẽ vẽ phần đáy này, chúng ta sẽ đánh cong từ phía phía à các bạn, vẽ từ phía, ta sẽ ra cái hình như thế này nha. Vậy là xong được 4 cái, đủ 10 cái đó các bạn. Vậy là có 10 cái quần nha, được 10 cái quần, một sắp thì là 2, 4, 6, 8, 10 cái thì được 10 cái quần. Mình sẽ lấy mình sẽ lấy thêm chút xanh nhập này để mình may quần dài nữa các bạn, thấy không? Đây là quần dài. Vậy hơn chút rồi, nhưng mà nít là bạn một màu ấy thôi. Chúng ta sẽ cắt quần là dài các bạn, dài tương đối nó cũng dễ. Chúng ta tiếp tục 4 chiếc nè, nó vẫn có cái biên nè, có cái biên nữa các bạn thấy không. Mình sẽ ngưng, mình sẽ cắt cái biên ra các bạn, biên nó làm cho cái dải nó có thẳng nha. Mình sẽ ngưng cắt cái liên bây à, giờ mình hỏi cắt cũng được, cái biên này nó không đến nổi, mình sẽ dẹp dải trên vòng dải đi. Ta xếp 4 này, 4 này nữa, coi như là gấp 4 này nữa, gấp tiếp tục. Cái dải quần này đã hơi bự rồi nè, cái quần này sẽ bự hơn quần này các bạn ha. Chúng ta sẽ giảm lại,
ta canh sao cho tiết kiệm giải ha. Chúng ta sẽ canh như thế này, thì nó sẽ ra ba các bạn. Canh như thế này đi, nó sẽ ra ba ha. Tiếp tục vậy chúng ta sẽ là chi cho bà nhé các bạn. Ta lấy cái quần này chúng ta cắt á, mình cứ cắt chúng ta sẽ tỉa cho nó bằng hết cái phần này.